Em xin phép làm lại video của anh Tiến nha. Anh Tiến quay chán quá, không thấy cái gì hết. Trận này là trận đấu 2-3 giữa bên ba người là anh Lâm, Quang Anh ở góc gần 12 giờ, anh Châu Quang Trung Quốc màu tím ở góc 2 giờ và anh Tiến Quang Pháp màu xanh dương ở góc 4 giờ. Phía bên đội bên kia là có em Giang đánh Quang Pháp màu đỏ ở góc gần 6 giờ và anh Khánh Quang Hà màu vàng ở góc 9 giờ. Đầu tiên anh Khánh đã cử chim, cử dân để đi đánh nhanh. Em sẽ cử nông dân để đi cắm nhà tâm nhiên. Thì bên kia thì cũng cử ra anh Tiến, cử một nông dân đi tấn công. Anh Tiến cũng có một cái nhà ở tiền phương để trinh sát. Thì bên này đã phát hiện ra anh Khánh là quân hàng để soi được cái nhà, biết là anh Khánh sẽ đi chém và cũng dự đoán là anh Khánh sẽ đi chém ở góc này. Anh Lâm cử ngay một con nông dân đánh xuống hướng 9 giờ. Dạo này anh Lâm đánh rất là hiệu quả, đặc biệt là đánh quân hàng, đánh cầm chân rất khó chịu, dồn hết lực để đánh để đồng đội lên đời rất là khó chịu. Thì ở thời điểm này là em Giang đã phát hiện được anh Tiến đi qua, nhưng mà tạm thời là em đang có dự kiến là để xem anh Tiến anh xây nhà ở đâu, sau đó tới đập nhà thì anh Tiến sẽ vừa chết con dân mà vừa mất gỗ. Thì cũng chưa đánh anh Tiến vội, lúc đó thì chỉ có xây cái nhà lính là mua lính thôi. Lúc bây giờ là chim của anh Khánh đã soi được nhà anh Lâm, nhưng mà anh Khánh thì có vẻ là anh Khánh vẫn xây một nhà quân ở nhà anh Lâm, cử tiếp một con nông dân làm đánh cá. Em Giang cũng đã có một hai cái nhà thuyền. Bên phía anh Châu bây giờ mới đầu tại nhà thuyền. Bên kia thì có vẻ chưa tận dụng được cái lợi thế làm thuyền của map. Anh Châu hiện tại đã có 1, 2, 3 nhà chính. Anh Tiến thì dùng hai nhà chính. Thực ra đi đánh nhanh mà dùng hai nhà chính là rất là hơi chậm. Dùng hai nhà chính là chưa phát triển kinh tế. Đoạn này là anh Tiến công được anh Khánh là bởi vì anh Khánh đang dùng lực để đánh anh Châu và anh Lâm thôi. Chứ nếu mà ở nhà thủ thì hầu như sẽ không công được. Lúc này là anh Khánh chưa để ý nên anh chết khá là nhiều dân. Sau khi phát hiện bị đánh thì em Giang đã báo và em Giang đã cử ngựa chạy lên để hỗ trợ anh Khánh. Cái đội cung này bắn khá là hiệu quả, nó rất là đông cho nên phải tụt máu của con ngựa khá là nhanh. Mặc dù em đã cố gắng điều quân di chuyển nhưng mà đám quân này khá là nhiều. Hình như được anh Tiến nâng cấp nè, được anh Tiến nâng cấp bánh sát thương nè. Đúng rồi, nâng cấp bánh sát thương nè cho nên bánh rất là đau. Mấy con ngựa này không thể giết hết được, cứ đánh là chạy vào rừng nó hồi máu, sau đó nó quay ra đánh lại, đánh rất khó chịu. Cho nên em đã quyết định là nói anh Khánh bỏ nha. Thì anh Khánh lúc đó là phải di dân, chạy một nhóm nhân lên trên và một nhóm dân xuống dưới. Lỡ bị bắt nhóm thì nhóm kia còn tồn tại được. Và anh Khánh đang dùng tất cả sức lực. Thực ra cắm cái nhà này là để anh Lâm đánh lạc hướng anh Lâm thôi. Anh Lâm đã phải xin rất là nhiều phù thủy xây thành đắp lũy đợi anh Khánh vào, nhưng mà anh Khánh lại không vào. Anh Khánh chỉ xây cái nhà lính sau đó đề đó để dùng lực đánh anh Châu. Thì trong lúc này thì anh Tiến đã tiếp tục công nhà anh Khánh, nhưng mà thực ra đoạn này là rất là mất thời gian bởi vì anh Khánh ở đây không còn cái gì cả. Bắn sập cái nhà này cũng chưa giải quyết được cái gì, sập nhà lính này cũng chưa giải quyết được cái gì. Trong khi đó thì anh Khánh đã chạy được xuống nhà em và chạy lên đây để thứ nhất là không bị defeat, thứ hai là tiêu được một mỏ vàng để tiếp tục sinh quân. Và anh Khánh đã bắt đầu vào thì anh Châu đã lên được đời. Lúc này là anh Châu đã dùng rất là hiệu quả cái phun mưa của quân tàu, cho nên đã giúp cho anh Châu tránh chết rất là nhiều dân. Anh Châu anh thả mưa rồi cho nên quân dân bị mất mana, mất năng lượng và thiệt hại không đáng kể lắm. Nó chỉ giúp anh Khánh sinh ra được thêm một số con nông dân ở đây thôi.
À, thì anh Tiến vẫn tiếp tục mất thời gian đánh ở vào chỗ này. Anh Tiến bây giờ đã bắt đầu tạo được một ít quân cờ xuống này đó, nhưng mà vào lễ tế như thế này thì em đã lên tới đời 3 rồi, vào thì em bán chết hết. Hôm nay em có khá nhiều nhà ngựa, anh Tiến chỉ cần vào thì em sẽ dọn hết, và dọn hết thì sau đây em sẽ phản công ngược. Lúc này khá là ngại việc tấn công, bởi vì tấn công thì sợ bị ít ở phía sau, cho nên lúc đó tầm nhìn ở phía bên này cũng khá là không biết là địch ở góc nào, cho nên quyết định là đợi tù quân ở nhà, đợi anh Tiến vào và tiếp tục lên đời. Thì ở cánh này anh Khánh đã hết lực để đá anh Châu. Lúc này thì anh Châu anh xây rất là nhiều nhà pha bánh xa. Thì lúc này anh Khánh đã có vẻ là hết lực, cho nên bắt đầu chạy, chỉ có thể chạy dân và cố gắng tồn tại để lên đời thôi. Cho nên thì anh Châu bị anh Khánh tiếp tục bị anh Lâm đánh. Bây giờ thì em đã diệt được cái đám cung của anh Tiến, cho nên em đã đẩy mà không ngược lại đánh cơ sở của anh Tiến. Anh Tiến chui xuống này sai nhà trưởng quân chạy dân của anh đây nữa. Thực ra chỗ này là em thấy luôn rồi, chỗ này là em thấy anh Tiến chạy chuyển dân qua đây, cho nên em ra em giết dân. Đoạn này đáng em định chuyển quân cho anh Khánh để bán, nhưng mà anh Khánh lại hết nhà em rất là thơm. Chỗ này là đây, bây giờ mới chuyển quân được, gửi cho anh Khánh một đội quân để thủ nhà. Anh Khánh tiếp tục chạy xuống phía nam. Ở cánh này thì em tại đại quân, em đánh anh Tiến để tiêu hao sinh lực của anh Tiến, bởi vì anh Tiến đang khá là yếu, dồn sức đánh anh Khánh. Thì anh Tiến bây giờ khá là yếu thì em vào nhà anh Tiến để đánh, và nếu mà anh Tiến bay nhà thì em sẽ lại lên đánh anh Châu luôn. Bây giờ là cuộc chiến lên đời, em bây giờ đang lên thế chiến, vừa đại quân để kiểm soát bản đồ, vừa lên thế chiến. Thì anh Châu lúc này thì chưa lên, anh Châu vừa lên, anh Châu cũng vừa lên nghe. Đó, thì bây giờ là cuộc chiến về thế chiến rồi. Bởi vì từ đầu đến giờ không thấy anh Châu xuất trận, cho nên em đề lại tính được là anh Châu đã bắt đầu dùng quân lên đời. Bây giờ anh Tiến và anh Lâm phối hợp đại quân vào nhà em. Đó, thì bây giờ em tới lên đất rồi, nhưng mà quân thì đang đi tản mát để chiếm lợi thế trên bản đồ. Đây, đại quân tản mát, đây, đẩy nhiều đạo lên để chiếm ưu thế bản đồ. Thì vô tình nhà mình lại khá là trống. Thì rất là may là anh Lâm và anh Tiến tiêu quân không được tốt, cho nên em đã tiêu diệt hết hai cái đạo quân của anh Tiến và anh Lâm phối hợp. Thì sau đó là chưa tìm ra cái nhà chỗ này, chưa biết trưởng quân chỗ nào. Anh Châu thu phục quân của em, sau đó em gửi quân cho anh Khánh để anh Khánh điều ở mặt trận tiền tuyến để giết dân, giết dân để sinh nông dân. Thì anh Khánh đã đè được khá nhiều nông dân giai đoạn này. Anh Khánh thì bây giờ mỗi nơi một tí. Thì quân ở đây thì cũng khá là ít, cho nên đấu với quân thế chiến thì khá là bất lợi. Thì bây giờ thì em đã xây khá là nhiều nhà máy bay. Máy bay thế chiến 2 ra liên tục, đang cố gắng kiểm soát lại phía đông bản đồ, cố gắng làm ăn lại đầu đá để xây nhà chiến thắng. Anh Tiến vẫn có một số cái nhà chiến quân ở đây, nhưng mà anh Tiến thì bây giờ không đáng ngại. Bên em thì chưa phát hiện ra, nhưng mà không đáng ngại lắm. Bây giờ chỉ có một số cái nhà lệ tệ của anh Lâm, anh Tiến ở đầu phía này thôi, và em để cho máy bay rè hết. Giai đoạn này là bắt đầu là đua về kinh tế rồi, để đợi một trận đánh quyết định rồi. Thì muốn đua về kinh tế thì em đã cho nông dân tỏ đi chiếm các bãi vàng. Nông dân em hiện tại là 270 con. Anh Châu đang là 128, 30. Anh Lâm thì hình như là vừa lên thế chiến. Thế chiến 50 con dân thôi, sức lao động rất là ít. Anh Tiến thì chưa lên được đời, như tôi nói đến cuối trận Anh Tiến cũng chưa lên đời. Anh Tiến thì chỉ đánh đời 2 thôi. Đây, đánh đời dừng đúng ở đời 2, sau đó hết lương lực. Bởi vì dân của anh Tiến đã bị giết gần hết. Cái đợt mà em ập vào, em kiểm soát bản đồ là em đã giết gần hết dân của anh Tiến. Và anh Tiến đã phải chạy mỗi chỗ một ít. Và cái lượng dân số ở đây là chủ yếu là quân này, chính anh Tiến dốc hết để ra quân.
để đánh làm chậm kinh tế chứ không ra dân để làm ăn. Thực ra nếu mà anh Tiến kéo lên góc bên trên này để làm ăn, để phát triển lại thì cũng có thể bơm được cho anh Châu nhiều hơn và hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn là để mấy con lính đời cũ đi và đi đánh. Thì lúc bấy giờ là cuộc chiến giành đất thôi. Ở team ba người thì đang bị đẩy dần lên phía bắc của bản đồ. Anh Khánh ở cánh này, Giang ở cánh kia. Đây là thế trận. Thì bây giờ là thi nhau đào vàng thôi, tất cả các mỏ vàng. Thì em là em ưu tiên đào cái mỏ xa trước. Áp dụng lý thuyết của anh Châu là đào mỏ trung lập trước, rồi sau đó những cái mỏ vàng gần nhà mình thì chúng ta sẽ đào sâu. Khi mà bị đánh bật lại thì chúng ta sẽ đào những cái mỏ vàng ở gần nhà sâu, lúc đó mình vẫn còn vàng để đào. À, thì em đã ưu tiên đào những mỏ ở ngoài xa trước, và khi mà có quân qua thì mình đã kiểm soát một bánh khá là nhanh, diễn biến trận đấu khá là nhanh. Đánh đu chỗ này, em đang cho quân đi đồng tay năm bánh. Đây là cái map mà bên ba người nhìn được, bị rất là nhiều vùng khúc vàng thì lại tranh nhau, trong khi các mỏ ở gần rất là gần này thì mình có thể đưa dân sang đây đào, vừa đào vừa kiểm soát tầm nhìn các mỏ như thế này. Anh Lâm đã ra quân nhanh, đạo quân này gửi cho anh Tiến, bởi vì anh Tiến điều quân tốt hơn, và anh Lâm giữ lại đạo này để thù anh nha. Hay là anh Lâm bị điều mất mà anh Lâm không để ý em thì... À đây, vẫn biết nhưng mà không gửi cho anh Tiến. Vậy để dùng để thủ nhà. Anh Tiến đem một cái là sai cái thuyền ở trong này, nó không vượt ra ngoài được. Hôm nay em sai nhị chiến thắng xong, bây giờ thì anh Châu đang đẩy xuống phía nam. Em thì mỗi nơi một con để kiểm soát bản đồ. Anh Khánh đã bắt đầu xe chiến thắng. Thì thời điểm này là anh Tiến đã học vào cái điểm vàng này. Đây, đội quân của anh Tiến đang đi. Thì cùng lúc này đội quân của anh Tiến đang đi ở cánh 9 giờ, thì đội quân của anh Châu đại cánh 4 giờ. Thì ở đây là thời điểm của hai trận đánh lớn. Một trận là trận anh Tiến công cánh 9 giờ để đánh nhà anh Khánh. Trận thứ hai là trận anh Châu đại cánh 4 giờ để công nhà em Giang. Thì đứng trước tình thế này thì em Giang đã cử tất cả máy bay hỗ trợ anh Khánh đánh tiêu diệt đạo quân này. Sau khi dẹp yên cái đạo quân này thì em Giang bắt đầu tập trung quân, xây phòng không, tập trung quân, đại quân lên. Anh Khánh soi cái này là anh Khánh sẽ thấy được quân họ ở đâu và để chỉ điểm với em. Anh sẽ biết được là quân của anh Châu đang tập trung ở đâu. Thì lúc này là em đã nhận thông tin là em đã biết được cái đạo quân này. Chờ đợi ra quân nhanh chỗ này là đây là trận đánh lớn đầu tiên của anh Châu. Từ đầu đến giờ là anh Châu ủ lực, tới bây giờ là anh Châu bắt đầu đại quân. Thì thời điểm này là em đã dùng pháo tiêu diệt tất cả phòng không. Sau khi phòng không bị tiêu diệt, máy bay bắt đầu ập vào, thì tất cả xe tăng và xe chui xa đều bị diệt. Thì đây là trận đánh lớn đầu tiên tiêu diệt hoàn toàn lực lượng tiền tuyến của anh Châu. Sau đó là có một đạo thọc sâu nhân lúc mà đội kia đang đánh ở hơn 4 giờ, thì đạo này đã thọc sâu vào nhà và anh Châu phải thả một quả thiên thạch chết đâu đó 10 con thiên tiger, nhưng mà đạo còn lại rất là khỏe và tiếp tục là đẩy bộ binh vào, đẩy máy bay vào. Thì thời điểm này anh Châu đang xây nhà chiến thắng và anh Châu đang cố gắng ra một lần quân nhanh nữa. Em đã lúc đó đã phát hiện nhà chiến thắng và chúng ta đã bắt đầu đánh.
Lúc này anh Châu xây nhà phòng không. Để ra phòng không thì em đã phát hiện và em đã bán, cố gắng bán cái nhà phòng không trước. Thì anh Châu đã mất nhà phòng không. Anh Châu chỉ ra được nhà cho bạn và bắt đầu thả chiến thành chết quang em. Nhưng thật ra cái quang chiến thành vừa rồi là chết cũng chết quang anh Châu luôn. Lúc này là anh Châu ra quân nhanh của em hoa điên, sau đó là bắn bắn pháo vào thì tất cả quân đội ra quân nhanh để chết, đó anh Châu điểm xít luôn. Và cánh ở trên thì anh Khánh cũng đã đánh sâu vào nhà Lâm. Anh Lâm tôi là chưa bị bay nhà nhưng mà đồng đội đã quyết hai người rồi. Anh Tiến thì đã hết lực, anh Tiến thấy anh Châu quyết thì cũng quyết luôn, buông chuột. Anh Châu anh Lâm chưa xây xong nhà Dương Thắng thì cũng phải buông chuột. Thôi, đó là những diễn biến của trận đấu cuối cùng hôm qua. Chán anh Tiến. Chỉ số sau trận